đây đây đây. Ôi nước sôi, bà bị gì vậy? Tránh ra chỗ khác cho tôi đi coi. Ông tránh ra chỗ khác giùm tôi được không? Bà phải tránh cho tôi ra chứ. Trời ơi, không lâu biết bán. Dạ. Có ngay. Được rồi. Có ngay à? Dạ, xin lỗi. Dạ. Chỉ là chuyện nội bộ thôi. Dạ. Thấy chưa, khách tầm nào kìa. Trời ơi, người ta kêu hai cái bánh xèo cỡ bự kìa. Thì bà qua bà lấy đi, bà không thấy hai tay tôi đang bưng hả? Trời ơi, ông vô bưng giùm tôi đi, không thấy tôi còn có chiếc dài hả? Sao bưng được đây? Ai mượn, ai mượn? Đứng ngoài, ta mang vết thường đi. Thì đặt bắt trước mấy con người mẫu đi nghiêng nghiêng chi? Ủa chứ ông không ngựa hả? Bưng bánh xèo mà mặc nguyên bộ đồ vét giống như là giám đốc gì đó. Mặc vậy mới đẹp. Dạ. Trời ơi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Bị dưới quê bưng xôi á, mấy chục ký quen rồi. Hai cái bánh xèo á, không có xi nhê gì hết. Dạ. Bà cây. Đây. Trời ơi, cái gì vậy? Tại ông hết á. Tía. Gì? Tía có định nghe lời chị hai về dưới không vậy? Về cái gì mà về? Đang làm ăn ngon lành gì, về gì? Dì Ngọc mày lo một cơn ngơ gì, không lẽ giờ bỏ về? Đúng rồi tía. Chị hai giờ cứ như con ếch ngồi đáy giếng vậy. Không đi. Chị hai mày mà mày dám giếng nó như con ếch hả? Không phải. Ý con nói là tía là suy nghĩ kỹ lắm rồi. Tía mới dựng anh nguyên cái nhà hàng bự như vậy. Chị hai đâu có hiểu tính tía. Mà chị hai đâu có biết là tía con mình là sống thoải mái như vậy hả tía ha? Em nghĩ vậy nè. Bây giờ muốn hai Sương tin và ủng hộ mình, cách tốt nhất là để cô hai lên đây thấy tận mắt cơ ngơi này của mình. Không á thì cứ bị người khác dắt mũi hoài. Cứ để cho anh cha già đó sướng vài tuần đi, rồi sau đó sẽ quằn mình xuống để đỡ đòn của tụi mình đánh vô thằng Trả. Anh quên là trong số khách khen có không ít người là của mình hả? Em trả tiền cho họ vô ăn, khen ngon miệng, còn bo chút đỉnh cho mấy đứa con của bà đía nữa đó. Ủa sao đâu em ơi, bỏ con tép thì mình mới bắt con tôm được chứ. Nhưng mà anh tính cho cái nhà hàng này làm được bao lâu thì sập? Tính hả? Ừ. Cũng còn tùy. Cái trò này mình chơi cũng giống như chơi game vậy. Thích đó thì mình sẽ xây lên hoàn chỉnh, còn không thích đó đập phá bỏ đi. Nhưng mà vì cái mục đích ở đằng sau, mình á, xây thì phải xây cho nó tử tế, nó đàng hoàng, để khi mà mình đạp á, nó mới đau. Đón xem Về Đi Tía Ơi 19:45 trên kênh SCTV 14.